Quyên. À. Xin mời quý khách hàng Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Hoàng Nguyên vui lòng đến bàn theo dõi sau tiêm 1 để được kiểm tra. Xin cảm ơn. Kim Nguyên à. Giờ với em đây. Rồi. Nè anh hai là ba. Mẹ cho em bú. Đúng không? Thích tiêm ở đây hay là tiêm ở bên Nhi Đồng? Thích tiêm ở đây hay là tiêm ở Nhi Đồng? Thích ở đây hả? Kim Nguyên, con lắc lư đi. Lắc lư.
để được kiểm tra. Xin cảm ơn. Quyên Nga.